ការសិក្សា
miền bắc tổ tôi là tập hợp mình ở tây bắc nông cường anh bong bong ca sực sá đôi cậu bong bong chúng nét bẹt phần đại tì tây bắc nông cường thằng bong bề bề liếc nực thằng bong thằng bị cả đôi đây nhất trong ban lực lang thằng lên đi hai cái chiếc cặp tay sống thắn để dương tơ ca chưa hơn vì chúng nét như có chỉ chi chi vẹt đó chứ bắt nữa không ca sực sá không ca vô đấng vì chúng này bị chia thành ở nổ hãy thân ông nghiêm nhau chia dù cho thân ông nghiêm nhau chia sắc xa nữa sao hồi đồ nghiêm nhau nâng chưa rớt cả sắc xa bí mất của chia nam mùi đầy nghiêm nhau cho chất nghiêm nhau nâng khám prân xoá xoá khẩn khám riêng sổ hãy nghiêm nhau xong lâm tất chất tất đòi dù bị chôn bóng bóng nghiêm sơ cực rụng trang miên ca chưa rớt miên ca bị cha đàn nạp bạch bạc lót mất nâng chưa rớt cả sắc xa bí phải chia chi việt nam mùi hãy sống cùng chú tới lỡ dầm tế rồi bóng nhẹ đợt đầy hãy chỉ trong cái nghiêm nhau xong thay em lo con tập đoàn nặng cầm cá chi tiết cơ động tập cùng cuốn nâng xong ba con tập đoàn lục rú nẹt rú đại ba chân này bên bên đông biên đông lại khi ông ca gặp ca bỏ sai để bỏ nghiệp khi ông hãy nghiêm nhau xong chung bỏ anh em đừng ăn khi chua bé sẽ cái đây sốc nâng khi ông chỉ bận sốc ở con វគ្គសិក្សាថ្មីថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសទូទៅគ្រប់កម្រិតចូលរៀនថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍រហូតដល់ 30% ទទួលបានឯកសណ្ឋានមួយឈុតឥតគិតថ្លៃសាលារៀនសុវណ្ណភូមិជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរធំជាងគេនិងល្អជាងគេនៅកម្ពុជា